Thưa quý vị, vừa qua tranh thủ bãi tắm Hòn Chồng, Nha Trang cạn, hàng trăm người dân và du khách đã đổ ra bãi tắm Hòn Chồng để tìm bắt ốc, tạo nên cảnh nhộn nhịp và ngoạn mục trên bãi tắm này. Bất chấp đáy biển có nhiều bãi cạn đầy đá lởm chởm, người mò bắt ốc vẫn chia nhau thành từng nhóm rải đều từ bờ biển đến tận khu danh thắng Hòn Chồng, nơi đã không còn phân biệt ranh giới giữa bãi tắm và khu danh thắng, nên người dân và du khách chỉ cần lội nước là lên được khu danh thắng mà không cần phải mua vé tham quan. Được biết, cảnh nhộn nhịp đổ ra bãi tắm Hòn Chồng tìm bắt ốc rất thú vị và ngoạn mục như trên chỉ xảy ra vài lần trong năm khi biển Nha Trang bước vào ngày biển rất cạn, khiến bãi tắm Hòn Chồng cạn trơ đáy.